Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Giờ khoảng 5:30 sáng hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2023 âm lịch. Vũ đang ra quán ăn từ thiện Ngọc Hiếu ở ấp 2 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn đến nhận đồ ăn chay hàng tháng miễn phí nha các bạn. 14, 15, 30, mùng 1. Giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi vô quán cái Vũ nha. Hôm nay là món mì xào nha các bạn. Mấy chị làm xong hai thao rồi. Còn thao chị Kiều đang làm. Đang múc nước tương. Còn gì đậy hộp lại. Giống vô đồ câu quá. Rồi chị Kiều đang trộn. Em đang trộn cho đều lên. Trộn cho đều hả chị? Dạ. Cái này mì rồi mì, củ cải. Củ cải đỏ. Dạ. Củ cải thì gì nữa? Củ cải. Ngon quá ha. Đậu que. Ừ. Mình phải thử cái dừa không ạ? Rồi, okay. Ngon hả chị? Ngon. Dừa ăn. Thì ngon là có nghĩa là dừa ăn rồi. Dừa ăn mỹ ngon. Chứ phải chỉ nói lạc là phải thêm nước tương. Rồi. Đây là cháo. Chị Kiều đang sắc tàu hũ. Tàu hũ này chiên hả chị Kiều? Chiên hả? Dạ. Sắc đẹp không? Đều với nhau ha. Chiên trước hả chị? Sắc ra chiên. Dạ. Để nãy mình sắc nhỏ gì thì nó bị né. Dạ. Nằm ngang lại nhấp lắm. Dạ. Chị chiên nước tương đũa bịch ra chuẩn bị bị ấy mì vô hộp. Có hai bà cụ đến nhận. Úp xuống rồi chị, mình là chắc úp xuống à. Gió chướng gió mạnh quá bay.
Đợi còn bịch cháo nữa gì? Nước mắm để ở trong hộp rồi. Nước tương. Đây là hộp cháo hộp vũ nha mấy chị. Gì buộc nghỉ luôn á.
Chú để vô lòng để đó có dướng không chú? Dạ. Cháo nha. Dạ. À.
đâu có gì đâu. Đợi chút xíu rồi gì?
Dạ. Giờ Vũ về, Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ.